làm phước và tu tâm ha. Thì sống ở trên đời này thì mọi người thì ai cũng mong muốn mình được hưởng những cái điều an vui. Thì những cái điều an vui đấy chính là phước lành. Phước lành giống như là ai cũng mong mình được sống lâu. Thì sống lâu đấy là một phước lành. Mà cái phước lành này thì là do mà mình tạo ra. Mình có thể tạo ra được những cái điều phước lành. Và mình là người hưởng những cái điều phước lành đấy. Như là được sống lâu, đấy là phước lành, được mạnh khỏe. Tức là một cái người mà có sức khỏe tốt thì đấy cũng là một cái phước lành. Và mình cũng có thể tạo ra được cái phước lành đấy. Mình có được cái sự an vui, tức là cuộc sống mình nó ít những cái buồn phiền mà nó luôn có những cái sự an vui tự tại. Thì cái sự an vui đấy cũng là phước lành. Và phước lành đấy cũng là do mình tạo ra. Mình sống ở trên đời mình, một cái người mà có sắc đẹp cũng là phước lành. Và cái phước lành đấy mình cũng tạo ra. Một cái người có tài sản thì tài sản đấy cũng là phước lành và cũng là mình tạo ra. Người có trí tuệ thì đấy cũng là phước lành. Và có những cái đấy mình đều phải gieo nhân hết. Thế thì những cái nhân ở quá khứ nó sẽ cho ra quả ở hiện tại. Và cái nhân ở hiện tại này nó sẽ cho ra quả ở tương lai. Có nghĩa là con người ta sống ở trên đời nó có nhiều cái kiếp luân hồi sinh tử. Khi mà mình chết ở cái kiếp này thì mình sẽ đi tái sinh sang một kiếp sống khác. Thì nó lại tùy theo cái người khi mà mình ở cái kiếp này. Nếu như cái người nào mà tạo ra được nhiều những cái phước lành thì kiếp sau cái người đấy lại được hưởng những cái phước lành đấy. Nếu như mình có những cái phước đáng được sinh trở lại làm người thì mình sẽ được sinh lại làm người. Nếu như cái phước của mình nó mạnh, mình có thể đáng được sinh lên các cõi thiên giới, trở thành các vị chư thiên ở các cõi trời, thì đấy cũng là do cái phước lành. Còn ở trên đời cũng có những người không tạo phước thì mình sẽ thấy có những cái người không được sống lâu, đó là do không có phước, không có mạnh khỏe, không an vui, không sắc đẹp, không có trí tuệ, không có tài sản. Thì đấy là không tạo phước ở trong quá khứ, không tạo phước cho nên ở cái kiếp này không được hưởng phước. Còn nếu như ở cái kiếp này không tạo ra những cái phước này thì đến khi chết cũng không được sinh trở lại cái cõi an này mà phải sinh về những cõi khổ đau. Ví dụ như là người ta chết thì có những người phải sinh xuống địa ngục. Đấy là những cái người khi sống ở trên đời tạo những cái điều tội lỗi. Có những người thì sinh làm ngạ quỷ, đó là vì có cái tâm sang tham còn sẻ. Có những người phải sinh làm súc sinh, đó là vì cái tâm trí ngu si, không biết phân biệt thiện ác chánh tà. Đấy là những cái người mà sống tạo tội lỗi thì phải chịu những cái quả báo khổ đau. Còn cái người mà tạo những cái phước lành thì được an vui. Thì vậy thì nên là Đức Phật mới dạy là cần phải tránh những cái điều ác và làm những cái việc này. Thì cái người làm việc này là cũng là cái người tạo ra phước lành. Vì ở trên đời thì ai cũng mong muốn là mình phải được sống lâu, không ai muốn mình chết sớm. Mình có thể đánh đổi tất cả mọi thứ mình đang có để mình có được cái mạng sống. Vậy thì cái mạng sống của mình coi như là một cái thứ quý báu nhất, quý trọng nhất. Vậy thì cái nguyên nhân nào có thể khiến cho mình có thể duy trì được cái thọ mạng lâu dài? Thì chính vì cái điều đó cho nên là Đức Phật chế ra những cái giới. Thì Đức Phật sẽ dạy cái giới là không sát sinh đứng đầu tiên. Tức là ai mình cũng muốn sống lâu. Vậy thì muốn sống lâu mình phải biết cách tạo cái nhân sống lâu. Đó là bằng cái cách mình không hại mạng sống của những cái sinh linh khác. Vậy thì cái người nào mình mà giết hại mạng sống của những sinh linh khác thì là mình đang làm tổn hại chính cái thọ mạng của mình. Thế thì tất cả những cái sinh linh, từ những cái con người hay đến những cái loài động vật, dù là to hay nhỏ, nó đều có một cái tâm, đó là ham sống sợ chết như nhau.
mình là người, mình ham sống sợ chết như thế nào thì những cái các cái sinh vật khác cũng ham sống sợ chết như thế vậy. Vậy thì mình mà lấy cái mạng sống của người khác thì đấy mình sẽ tạo ra cái tội lớn nhất, không có cái tội gì lớn bằng, bởi vì mình đã lấy đi cái quý giá nhất của những tuy chúng sinh khác. Thế thì người ta có thể lấy đi của mình những cái gì mình cũng có thể tha thứ được, nhưng người ta lấy đi mạng sống của mình hay của người thân của mình thì mình không tha thứ được. Cũng như vậy thì mình mà lấy đi mạng sống của những cái sinh vật khác, người ta cũng không tha thứ cho mình. Vì vậy cho nên là sinh ra ở trên đời này, có những cái người ấy, người ta đi đâu đi đến đâu mình cũng gặp những cái người quan trái, tức là có những cái người mình sống ở đâu mình cũng thấy là mình hay bị đối đầu, hay bị chống phá, hay bị những cái người khác người ta ác ý, người ta ham hại. Thực ra đây nó là một cái sự gọi là oan trái, mà do cái nhân mình đã từng gieo tạo cái nhân là sát sinh. Ví dụ như là trước kia mình giết một cái con vật gì đó, như con trâu, con bò, con lợn, con gà, con chó, con mèo, hay một cái con vật gì bất kể nào đấy, rồi cái con vật đấy nó chết đi, nó được sinh trở lại làm người. Khi nó sinh trở lại làm người này mà nó gặp lại mình, hai cái người đấy gặp nhau, thì dù không có cái nguyên cớ gì, tự nhiên sẽ có cái ác ý với nhau và sẽ muốn làm hại nhau. Đấy là những cái ác, cái nghiệp nhân quả báo. Đấy là những cái quả báo nó trổ. Thì vậy cho nên là để mình sống được an lành nhất, được bình yên nhất, đó là phải giữ cái giới không sát sinh, tuyệt đối không có giết sát sinh hại vật, bất cứ một cái sinh mạng của loài nào. Nếu như một cái người mà giữ được cái điều này trong suốt kiếp sống mình, thì cái người đấy trong cái đời này mình đã tránh được vô số những điều tội lỗi, và mình sẽ tạo cái sự giữ gìn đấy nó tạo ra cái phước lành cho mình. Bởi vì trong tâm của mình sẽ có hai cái tâm, đó là thiện và tâm bất thiện. Khi mà mình khởi lên cái ý định là mình sẽ sát sinh, sẽ giết hại sinh mạng của một loài khác, thì cái tâm đấy được gọi là tâm bất thiện hay tâm ác. Còn nếu như khi mà mình giữ cái tâm nó là không sát sinh thì đấy là tâm thiện. Vậy bây giờ ai đó mà cho mình một cái con vật gì đấy, ví dụ người ta cho mình một con những cái con vật bảo mình về hãy làm thịt để mình sử dụng, nhưng mà lúc đấy mình sẽ đứng trước hai lựa chọn: một là mình sẽ sát hại nó, hai là mình sẽ trả lại cái mạng sống cho nó, tức là phóng sinh nó. Hai cái tâm đấy nó vậy thì cái tâm nào nó sẽ mạnh hơn? Vậy thì với một cái người nào có cái tâm thiện mạnh hơn, người đấy sẽ không sát hại nó và sẽ buông thả và sẽ tha mạng cho nó. Thì khi mà mình tha thứ được cái mạng sống của một cái vật khác thì cái tâm thiện đó nó rất là mạnh, mà cái chúng sinh được tha mạng sống đấy nó cũng sẽ rất là hoan hỉ, được thoát khỏi mạng sống, đó là một cái phước lành lớn. Vậy thì mỗi một khi trong cái cuộc sống này mình sẽ có rất đứng trước rất nhiều những cái cơ hội, đó là làm thiện và làm ác. Mình sẽ đứng trước cái ranh giới đấy, một là làm việc ác, hai là làm việc thiện. Vậy thì chỉ người nào có cái tâm thiện mạnh, người đấy sẽ ngăn chặn được cái tâm ác. Vậy thiện ác cũng ở trong tâm mình, phước và tội cũng ở trong tâm mình. Vậy bây giờ mình cần phải tu tập làm cho cái tâm của thiện nó mạnh lên và làm cho cái tâm bất thiện nó yếu đi. Như thế thì nó sẽ tạo ra phước này. Vì vậy nên là mình cần phải tạo phước và tu tâm. Thế thì cũng tương tự như cái giới sát sinh như vậy, cái việc không lấy trộm cắp của người khác cũng thế. Khi mình sống ở trên đời, mình muốn có cái tuổi thọ lâu dài, thì đồng thời ai cũng muốn mình có nhiều tài sản. Thế thì cái nguyên nhân nào khiến cho một cái người sống ở trên đời này có được cái tài sản như mình mong muốn, hoặc là cũng là cái nguyên nhân gì khiến cho có những người ở trên đời này không có được những cái tài sản như mình mong muốn? Thì cái điều này nó cũng là do mỗi người đã từng gieo những cái nhân ở trong quá khứ. Nếu như người nào ở trong quá khứ mình đã làm những cái việc phước này, ví dụ như là mình đã bố thí cho người khác, mình đã giúp đỡ người khác, thì đấy là mình đã gieo một cái hạt giống, và nó sẽ cho ra cái quả phước ở trong cái đời hiện tại. Đó là mình có thể tạo ra được cái tài sản theo ý muốn của mình. Mình khởi lên cái tâm muốn làm một cái việc gì,
thì nó sẽ có rất nhiều những cái nhân duyên thuận tiện, tức là mình sẽ gặp rất nhiều những cái nhân duyên thuận lợi và mình sẽ làm được những cái điều đó theo ý muốn của mình. Thì đó cũng là do cái nhân lành thì nó cho ra cái quả lành. Còn nếu như mà một cái người mà lấy trộm tài sản của người khác thì đấy là một cái người có cái tâm san tham. San tham tức là mình tham muốn. Vậy thì giữa cái tâm là đi bố thí và một cái tâm đó là lấy trộm, hai cái tâm nó khác nhau. Tức là cái tâm bố thí là xả cái lòng san tham. Tức là một cái người bố thí là cái người đấy mình buông xả, tức là mình buông xả cái mà mình đang có mà mình có thể cho người khác. Còn những người mà đi lấy trộm của người khác là muốn biến cái của người khác thành của mình, tức thì cái tâm đấy được gọi là tâm san tham. Còn bố thí là xả cái lòng san tham đấy. Hai cái tâm ấy nó khác nhau. Vậy thì một cái người nào biết bố thí thì cái người đấy, tâm thiện của người đấy cũng sẽ mạnh lên, và cái tâm bất thiện về san tham nó yếu đi. Thì thường thường những người san tham mà mạnh thì khi chết hay phải đọa vào những cái cõi như là ngạ quỷ, luôn luôn bị dính mắc và không thoát ra được. Còn những người san tham thì sẽ được hưởng những cái phước lành như là phú quý ở những cái cõi nhân hay là cõi thiên giới. Thì đấy là cái giới thứ hai Đức Phật mới dạy là không có lấy trộm của người khác. Khi mà một cái người sống ở trên đời thì mình cũng mong muốn là được mọi người yêu quý và không muốn bị mọi người khinh thường, được mọi người tôn trọng. Vậy thì cái nhân để mà tạo ra được cái sự tôn trọng đấy thì đó là cái người đấy sống là phải biết giữ cái pháp hạnh, tức là phải giữ cái hạnh trong sạch cho mình. Nếu cái người nào mà có cái hạnh trong sạch là mình không có làm những cái việc lỗi lầm, mà trong những cái việc lỗi lầm mà để lại cái tiếng dơ, cái tiếng xấu và để cho người ta khinh thường nhất, đó là cái tội tà dâm. Người nào mà có cái tính tà dâm thì sống ở đâu cũng sẽ bị mọi người người ta khinh thường và người ta không có cung kính, không tôn trọng. Dù mình có là một cái người cao quý như thế nào, có trí tuệ, có tài sản, thông minh, tài trí, nhưng mà cái người đấy không có cái đức hạnh mà hay có những cái việc tà dâm thì cái người đấy vẫn bị mọi người coi thường, không tôn trọng. Vì vậy cho nên để mình có được cái sự tôn trọng của mọi người thì phải giữ cái giới đó là không có tà dâm. Còn sống ở trên đời ai cũng muốn là mình được mọi người tin tưởng, tức là có cái niềm tin. Khi mà một cái người mà được mọi người tin tưởng, mình nói ra cái gì được thì người ta tin và được người ta ủng hộ. Khi mà mình có được cái sự tín nhiệm rồi thì mọi người người ta sẽ nhờ mình làm những cái chức vụ quan trọng ở trong xã hội. Thế thì một cái người mà thành tựu được cái công danh sự nghiệp theo ý muốn của mình thì mình phải được cái sự tín nhiệm, phải được cái niềm tin. Mà cái niềm tin đó càng đông, càng có cái sự đông đảo người có cái niềm tin với mình thì mình sẽ càng dễ dàng thành công được những cái sự nghiệp của mình. Vì vậy cho nên là để mà mình có được cái sự nghiệp tốt ở trong cái cuộc đời này thì cái người đấy phải tạo cái nhân thành thật, là mình không có dối trá. Thì đấy cũng là một cái điều phước lành an vui. Thì Đức Phật sẽ dạy mình nó là không có nói dối, để tập cho mình có cái lời nói chân thật, có cái hạnh chân thật. Và sống ở trên đời thì ai mình cũng muốn là thông minh trí tuệ, không ai muốn là mình là một cái người ngu dốt. Vậy thì để mà có được cái trí tuệ thì cái người đấy cũng là gieo cái nhân ở trong quá khứ, tức là cái người đấy phải có một cái trí tuệ sáng suốt. Thế thì một cái người mà đam mê những cái pháp hạ nhiệt thì cái người đấy sẽ cái tâm trí nó sẽ trở nên ngu muội và nó mất đi cái trí tuệ. Còn một cái người mà sống biết tu tâm, làm cho cái tâm nó luôn có cái sự tỉnh giác, làm cho thì cái trí tuệ nó sẽ sáng suốt. Thì cái mà nó làm cho cái tâm trí ngu muội lớn nhất đó là nghiện ngập, tức là một cái người mà say sưa nghiện ngập bất cứ một cái thứ gì đó. Những cái phổ thông nhất như là một cái người có cái tánh nghiện rượu, thì khi mà có cái tánh nghiện rượu hay là nghiện những cái chất say như là ma túy
thuốc phiện, thì đấy cũng đều là những cái chất say nghiện. Thì tất cả những cái chất say nghiện nó đều làm cho một cái người mất hết cái nhân cách và mất hết trí tuệ. Thì cái chất say nghiện đấy nó có một cái mà nó phá hoại mất hai cái tâm cao thượng của con người, đó là nó phá hoại mất cái tâm xấu hổ. Tức là một cái người mà đã trở thành một cái người say nghiện sẽ không biết xấu hổ tội lỗi, tức là cái người sẽ làm những việc xấu mà vẫn có cái mặt trơn nì, không có xấu, không có xấu hổ những cái việc mà mình đã làm, hay là không biết ghê sợ, tức là mất cái gọi là tâm tàm, tàm và quý. Tàm có nghĩa là không còn xấu hổ nữa, và quý có nghĩa là không biết ghê sợ nữa. Tức là cái người đấy sẽ trở nên liều lĩnh, sẽ làm những cái việc bất thiện. Cho nên những cái người nghiện đấy, người ta hay thứ nhất là người ta hay gây sự cãi nhau, hay đập phá, hay hành hạ, làm khổ sở những người thân, những người ở gần. Còn nếu ở cái mức độ cao hơn nữa thì người ta sẽ trở thành những cái đầu trộm cướp và làm những cái việc tội lỗi ở trong xã hội. Đấy là từ cái nguyên nhân mà nghiện ngập nó xây sinh ra. Vậy thì một cái người tại gia đó là nếu mà muốn sống an ổn có phước này thì tối thiểu nhất đó là phải giữ năm cái giới, năm cái giới mà Đức Phật cấm ấy, đó là không được sát sinh thì mình sẽ được sống lâu, không lấy trộm cắp thì mình sẽ được giàu có, không có tà dâm thì mình sẽ được mọi người yêu quý, không nói dối thì mình sẽ được mọi người tin tưởng, và không uống rượu là mình đang gieo một cái nhân đó là có cái trí tuệ. Thì đấy cũng là những cái điều phước lành mà mình muốn được hưởng cái phước ấy, thì mình phải làm những cái điều đó. Còn ngoài ra nữa thì có những cái điều mà mình nên làm hơn nữa, những cái phước này mình cần nên làm hơn nữa. Thì những cái phước này có thể tạo ra được từ từ nhiều cách, đó là những cái phước nó có thể đi kèm với trí tuệ hoặc nó không đi kèm với trí tuệ. Vậy thì một cái ở trên đời này mình lại thấy là có những cái người có phước lành, ví dụ như được sống lâu nhưng mà không có trí tuệ, được mạnh khỏe an vui, có sắc đẹp nhưng không có trí tuệ. Nhưng mà có những người chỉ có trí tuệ mà lại không có phước, có những cái phước về vật chất mà không có trí tuệ, hoặc có những người có trí tuệ mà không có phước về vật chất. Có những người thì vừa có trí tuệ vừa có vật chất, và có những người vừa không có trí tuệ vừa không có cái phước về vật chất. Thì cái này nó cũng là do mỗi người gieo tạo những cái nhân khác nhau, cho nên là nó sẽ cho ra những cái quả khác nhau. Ví dụ như khi một cái người mà biết làm việc phước như là bố thí, nhưng mà cái người đấy lại không có cái niềm tin, không có cái sự hiểu biết rằng bố thí này sẽ có phước. Bằng ví dụ như cái người đấy không biết rằng là có những cái kiếp quá khứ, có kiếp hiện tại và có kiếp tương lai, có những cái nhân và nó sẽ cho ra quả. Cho nên là cái người đấy biết bố thí nhưng không biết hướng tâm đến những cái điều mà mình mong muốn, thì gọi là đấy là cái phước ni trí. Ví dụ như là khi một người ta có trí tuệ, người ta biết rằng là khi mình làm một cái việc gì nó để lại nhân quả, khi bố thí mình phải ước nguyện những cái điều gì cao quý, thì cái nhân đấy nó sẽ trổ quả như cái ước nguyện của mình. Ví dụ khi mà mình bố thí, mình nguyện là mong rằng trong tương lai tôi sẽ trở thành Phật, thì cái ước nguyện đó, cái bố thí đó nó đi kèm với trí tuệ, nó trở thành bố thí ba la mật. Cũng như vậy, khi mình giữ giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, mà mình khởi lên một cái ước nguyện là mong rằng những cái hạnh này, những cái giữ những cái giới này, trong tương lai mình sẽ đoạn trừ hết phiền não tham sân si để chứng đắc niết bàn, chứng đắc các đạo quả. Tức là mình có thể mong trở thành các bậc thánh nhân, thì những cái phước đấy sẽ hỗ trợ cho mình tu tập chứng đắc các đạo quả, trở thành những bậc thánh nhân. Hay là khi mình làm những cái việc phước đấy mà mình ước nguyện là kiếp sau được sinh lên các cõi trời để trở thành những vị chư thiên, thì cái phước đấy nó cũng sẽ hỗ trợ cho mình được sinh thiên giới. Hoặc là cái người đấy mình có cái ước nguyện là nhờ cái phước lành này để cho con được hưởng cái phước lành ở cõi thế gian, ở cái cõi nhân gian. Tức là mình mong muốn được hưởng phước ở cõi người như sống lâu, mạnh khỏe, ăn vui, sắc đẹp, có trí tuệ, hay bất cứ một cái điều gì mình mong muốn ở cõi người này. Thì trong cái lúc mình làm phước, mình hưởng, mình khởi lên cái ước nguyện một cái điều gì, thì cái điều đó, thì cái phước của mình nó sẽ trổ theo cái sự mong muốn của mình.
Thì đấy là một cái người biết làm phước và có trí tuệ, bởi vì mình biết rằng là nó có cái nghiệp thiện, có nghiệp ác, và nó có cái quả của cái nghiệp thiện, nghiệp ác đấy. Tức là mọi cái hành động tạo tác ra những cái nghiệp tốt xấu, nó đều này để lại cái quả báo an vui hay là khổ đau ở trong tương lai. Và một cái người có cái hiểu biết như vậy là người có trí tuệ. Vậy trong cái lúc mình làm một cái việc gì đó, mình biết rõ về cái tính chất nhân quả của nó, thì trong cái hành động đấy được đi kèm với trí tuệ, và cái nghiệp đấy nó sẽ gọi là một cái tâm thiện. Khi mình làm một cái việc thiện thì nó là tâm thiện. Cái tâm thiện đó nó có sự hiểu biết về nhân quả thì nó gọi là thiện tâm hợp với trí tuệ. Còn nếu như mình làm việc thiện nhưng mình không có cái trí hiểu biết đấy thì nó là thiện tâm ni trí, tức là mình chỉ có tâm thiện thôi mà mình không có trí tuệ. Và từ cái nhân đấy nó sinh ra quả, cho nên là có những người trên đời người ta có phước nhưng mà người ta không có trí, có cái người thì người ta có trí mà không có phước. Người có trí mà không có phước đó là người ta có hiểu biết nhưng người ta không có làm phước. Ví dụ có những người người ta rất là siêng năng học giáo pháp, thực hành giáo pháp, nghe giảng giáo pháp, người ta biết phân biệt những cái đúng cái sai, cái tốt cái xấu, người ta biết rằng làm việc phước thì có phước, làm việc có tội lỗi thì sẽ có cái quả báo khổ đau. Người ta có biết như vậy nhưng người ta không làm gì cả. Thì cái người đấy có trí mà không có phước, có nghĩa là khi sinh ra ở đời sau họ rất là thông minh, cái gì họ cũng biết nhưng họ lại không có được những cái phước này. Vậy cho nên là một cái người làm phước đi kèm với trí tuệ thì cái phước ấy nó sẽ hoàn hảo. Mà bây giờ mình muốn cho cái phước đấy nó mạnh, nó trổ nhanh thì mình luôn tưởng niệm về cái việc lành mình đã làm đấy. Ví dụ như khi mà mình bố thí một cái gì đó, và khi nào đó mình chú tâm, mình tưởng nhớ đến cái việc mình làm với cái tâm hoan hỷ. Với cái tâm hoan hỷ đó là mình khởi lên cái tâm rằng là thật là lợi ích cho ta, thật là may mắn cho ta, thật là hạnh phúc cho ta. Ta đã làm một cái việc có lợi ích, đó là bố thí cho với cái tâm hoan hỷ, buông xả được cái tâm tánh san tham. Thế thì khi mà mình cứ tưởng nhớ với cái tâm hoan hỷ như vậy thì cái phước này nó lại tăng trưởng lên. Vậy như khi mà mình giữ giới như thì lúc đấy mình luôn luôn có cái hoan hỷ, đó là quả thật các giới mà ta đang giữ gìn đây, ta đã giữ gìn một cách thanh tịnh và mình hoan hỷ với những cái việc mình làm đấy. Ví dụ như hôm nay mình gặp một cái con vật gì đó, mình không sát hại nó, mình gặp một cái vật của người khác, mình không lấy trộm, mình tránh xa được những cái điều tà dâm, nói dối, uống rượu đấy. Và mình luôn tưởng nhớ đến những cái hành động mà mình đã vượt qua được, mình đã tránh xa được, và mình cảm thấy hoan hỷ vì cái điều đó, thì cái phước lành, thì cái tâm thiện của mình nó sẽ càng ngày càng lớn lên. Cái tâm thiện nó lớn lên thì cái phước lành nó cũng lớn lên. Vì vậy một cái người cái tâm mình hướng thiện thì cái thiện nó lớn lên, cái tâm mình hướng về điều ác thì cái điều ác nó sẽ lớn lên. Còn nếu như một cái người mà người ta sống hướng về bất thiện, khi mà người ta sát sinh và người ta luôn nhớ về cái hành động sát sinh đó với cái tâm thích thú, người ta lấy trộm, người tà dâm, nói dối, uống rượu xong, người ta lại nhớ lại những cái việc bất thiện đó với cái tâm thích thú, thì cái thiện thì cái bất thiện đấy nó cũng lớn lên, nên nó sẽ mạnh lên, và cái tâm bất thiện đấy nó cũng sẽ mạnh lên. Vì vậy cho nên là tu ngay ở trong cái tâm của mình là như vậy. Cái tâm hướng thiện thì nó hướng thiện càng nhiều thì cái tâm thiện nó càng mạnh, cái tâm hướng về ác càng nhiều thì cái ác nó sẽ mạnh lên. Vậy cho nên là mình muốn thay đổi cái tâm của mình thì mình cần phải hướng cái làm việc thiện, và mình tư duy về cái việc thiện đấy, mình tưởng nhớ, mình hoan hỷ với những cái việc đấy, thì những cái tâm thiện của mình nó sẽ càng ngày càng lớn, và cái phước thiện nó sẽ càng ngày nó sẽ càng lớn lên nữa. Thì nó có rất là nhiều những cái cách để mình tạo phước, bởi vì sinh ra ở cái cõi người này là một cái cõi nó nằm ở trung gian giữa cái thiện và cái ác, giữa cái vui và cái khổ. Ví dụ như là mình sinh ra ở cõi người, trong tất cả những cái kiếp, những cái cõi sống khác nhau thì có những cái cõi rất là an vui, như là gọi là các cõi trời, các cõi thiên giới.
Và nó cũng có những cái cõi rất là khổ đau, như là cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thì cái cõi người nó sẽ nằm ở cái khoảng giữa đó, là một cái cõi mà nó cũng không có hoàn toàn là vui, mà cũng không hoàn toàn là khổ. Mặc dù cõi người sinh ra cũng là một cái nhân lành mới được sinh làm người, vì vậy cho nên nói là được làm thân người là khó, bởi vì mình phải có những cái thiện nghiệp rất lớn mới được sinh làm người. Nhưng khi sinh làm người mình biết tạo phước và tu tâm thì lại còn khó hơn, mình gặp được giáo pháp để tu tập thì lại còn khó hơn nữa. Thì vì ở cái kiếp người này thì nó vừa là một cái, những cái cơ hội để mình tạo ra phước nó rất là dễ, nhưng mà cái cơ hội để mình tạo những cái điều tội lỗi nó lại còn dễ hơn. Vì vậy cho nên là cái, những cái nguy hiểm cũng rất nhiều, mà những cái sự gọi là may mắn cũng sẽ rất là nhiều với mình, với một cái người sinh ra ở kiếp người này. Ví dụ như là một cái người là như là mình, những cái cơ hội để mình sát sinh cũng rất nhiều, nhưng mà cơ hội để mình tránh xa sát sinh cũng nhiều. Cơ hội để mình trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu cũng rất là nhiều, nhưng cơ hội để mình tránh xa những cái điều đó rất là nhiều mà các cái cõi khác không có. Thì cái cõi người mình có thể rất dễ dàng tạo ra phước, nhưng cũng rất dễ dàng tạo ra tội. Vậy thì chỉ có cái người nào có cái tâm mình hướng về cái việc lành thì mình sẽ tạo ra được những cái nhân lành cho vô số đời kiếp về sau. Còn nếu mà cái tâm của mình mà hướng về những cái điều bất thiện, mình sẽ tạo ra vô số những cái điều tội lỗi, và mình sẽ phải chịu những cái khổ đau rất là lâu dài về sau. Thế là ở cái kiếp người nó dễ tạo tội mà nó cũng dễ tạo phước như vậy. Nên là một cái người nào mà biết tu tập, biết học đạo, tu tâm và làm việc thiện thì mình đang tạo ra những cái điều tốt đẹp cho mình. Ngoài những cái việc có thể tạo phước bằng bố thí này, giữ giới này, thì mình có những cái pháp tạo phước, đó là cung kính. Như là khi mà một cái người biết đến chùa, khi đến chùa thì cái mà mình cái người đời không hiểu biết thì người ta nghĩ rằng đến chùa để cầu phước, nhưng mà thực ra là đến chùa để tạo phước không, chứ không phải là để cầu phước. Như như Đức Phật là một bậc thầy chỉ dạy những cái điều gì nên làm và điều gì nên sánh. Và trong kinh thì Đức Phật tuyệt đối không có khi nào Đức Phật nói rằng là Ngài có thể ban phước cho ai. Và Đức Phật cũng nói là trên thế gian này không ai ban phước cho ai, không ai tạo tội cho ai, mà phước do mình tạo, mà tội cũng do mình tạo. Vậy thì một người đến chùa mình lễ Phật thì mình có phước ấy, ở cái tâm cung kính của mình. Ví dụ như khi mình chắp tay, mình cung kính đảnh lễ Đức Phật, thì lúc đấy cái phước lành nó sinh ra từ cái trí tuệ hiểu biết của mình. Ví dụ như là mình hiểu rằng Đức Phật là một cái bậc cao thượng, một cái bậc cao quý, một cái bậc thánh nhân có trí tuệ, có đức hạnh, là một bậc đã đoạn trừ hết phiền não tham sân si, đã giải thoát khổ đau sinh tử. Thì mình kính lễ Đức Phật là kính lễ cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật, kính lễ cái lòng từ bi vô tâm của Đức Phật, mình kính lễ cái tâm thanh tịnh không có phiền não của Đức Phật. Thì từ cái hạnh cung kính đấy nó tạo ra cái trí tuệ cao thượng cho mình. Vậy thì một cái người mình kính lễ Phật ấy, khi mà mình cứ đi chùa nó sẽ có phước, phước là ở cái sự cung kính. Nhưng cũng có người ta không hiểu gì về Phật vì người ta chưa được nghe Phật pháp, chưa có học về Phật pháp, nhưng người ta nhìn thấy hình tượng Phật là người ta cung kính. Bất cứ đi đâu mà người ta cũng thấy Phật, người ta cũng chắp tay, người ta cúi đầu, người ta đảnh lễ Đức Phật. Thì trong cái lúc đảnh lễ Đức Phật đấy, nó cũng tạo ra cái phước, nhưng cái phước ấy không có trí tuệ, vì người ta không hiểu Phật là gì cả, nhưng mà người ta vẫn có tâm cung kính. Thì đấy gọi là thiện tâm hợp trí tuệ và thiện tâm không có trí tuệ. Thì cái thiện tâm mà không có trí tuệ đấy, kiếp sau người ta sinh ra, người ta vẫn được hưởng cái phước lành nó là cao quý, nhưng mà người ta không có cái trí tuệ. Còn cái người mà có cái tâm thiện và có cái sự hiểu biết là cái nhân này nó sẽ bao gồm cả phước và trí, thì sau này người ta được hưởng phước, vừa có cái phước lành mà lại vừa có trí tuệ. Đấy là trong cái hạnh kính lễ Đức Phật là vậy. Vậy thì một cái người chỉ cần có cái tâm cung kính đấy cũng có thể tạo được cái nhân mà người ta có thể mong cầu những cái điều mà người ta mong muốn. Ví dụ như là khi người ta kính lễ Đức Phật xong, người ta ước nguyện là từ cái
tâm, cái phước lành của sự cung kính này, mong cho con đoạn trừ những phiền não và giải thoát cái dòng luân hồi khổ đau, thì cái phước đấy nó cũng trở thành một gọi là cái trở thành cái phước lành mà sau này người ta có thể giải thoát được khỏi khổ đau luân hồi sinh tử này. Và cũng cái phước lành cung kính ấy, người ta có thể mong cho con được sống lâu, được mạnh khỏe, được an vui, có sắc đẹp, có trí tuệ, thì cái phước lành đấy cũng sẽ hỗ trợ cho mọi người được cái điều đó. Cho nên là cái người nào mà muốn có cái phước lành lớn nhất ấy, thì nhà mình phải có một cái bàn thờ Phật, hoặc là hàng ngày mình có thể mình hàng ngày mình có nhiều cái cơ hội đảnh lễ Đức Phật, thì mình sẽ tạo ra cái phước cung kính. Hay là hàng ngày mình có những cái phước khác, như một cái người biết mà có cái thờ Phật ở tại tư gia, thì hàng ngày mình có thể thắp một nén hương, khi mà một mình dâng lên một cái nén hương cũng có phước rất là lớn. Đấy là phước của cái sự cúng dường. Mà khi mà mình cúng dường hương thơm thì lúc đấy mình cũng có thể mình ước muốn điều gì nó cũng thành tựu. Cho nên là khi đi chùa người ta hay thắp hương này, hoặc là thắp nến này, hoặc là người ta dâng hoa này, hoặc là người ta dâng những cái nước tinh khiết lên để cúng dường. Thì khi mà còn cái người mà mình chỉ biết cúng dường thôi, ví dụ như mình biết là vì hương thơm là một cái vật cao quý, cho nên là mình cúng dường những cái bậc cao thượng, và mình chỉ cần có cái tâm như vậy mình cúng dường hoa đẹp thì dâng lên cúng Phật, mình có đèn nến là thể hiện cho ánh sáng mình dâng lên cúng Phật, thì mình chỉ dâng cúng với một cái tâm thiện lành như vậy thì nó cũng có phước. Nhưng mà một cái người sẽ có phước hơn khi mà người ta hiểu sâu sắc những cái điều mà người ta dâng cúng đấy. Ví dụ như là một cái người dâng một nén hương lên người ta cúng Phật, người ta sẽ hiểu sâu ở trong này là cái hương này là tượng trưng cho giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát tri kiến hương. Tức là một cái người mà đấy là cái người có trí tuệ sâu sắc, người ta biết rằng là hương này là để biểu trưng cho một cái giới hạnh trong sạch. Thì một cái người sống ở trên đời mà có cái đức hạnh thì sẽ có cái tiếng thơm. Vì vậy cái hương thơm đấy là tượng trưng cho đức hạnh. Một cái người mà cho nên gọi là giới hương, định hương, tức là không tán loạn, cái tâm định tĩnh không tán loạn, thì đó là cái sự tinh khiết của nội tâm. Tuệ hương là cái trí tuệ không có tà kiến. Giải thoát hương là không có cái sự đắm nhiễm. Cái hương thơm là để tượng trưng cho như thế, để tượng trưng cho trí tuệ và đức hạnh như vậy. Hay là một cái người dâng hoa lên cúng Phật, người ta có cái sự hiểu biết sâu sắc, như là hoa là một cái sự đẹp, nó tượng trưng cho cái tâm hồn của người ta không có phiền não tham sân si, thì người ta cũng mong rằng là cái tâm của mình nó cũng thanh tịnh như thế, nó trong sạch như vậy. Người ta có thể dâng đèn nến lên cúng Phật, thì đèn nến là tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ để đoạn trừ vô minh tâm tối. Vì vậy cho nên là người ta hay cúng dường Phật gọi là hương hoa đăng trà quả thực, tức là có thể là dâng lên cúng hương này, cúng hoa đẹp, đăng có nghĩa là đèn, quả có nghĩa là những cái trái cây thanh tịnh, thực có nghĩa là những cái vật thực thức ăn hàng ngày, thì mình có thể cúng dường như vậy. Thì trên thì Đức Phật là một cái bậc cao thượng, không có phiền não tham sân si, giải thoát luân hồi sinh tử, là một cái bậc thánh nhân suốt thế. Mình cúng dường Đức Phật mình sẽ gieo được những cái nhân cao thượng, tức là sau này thì mình cũng sẽ hướng tâm mình cầu nguyện, mình mong muốn là sau này mình cũng sẽ được đoạn trừ những phiền não, được giải thoát luân hồi khổ đau. Đấy là khi mà một cái người có cái tâm kính lễ đối với lại Phật pháp tăng tam bảo, thì mình sẽ gieo được cái nhân để giải thoát khổ đau sinh tử lâu trong luân hồi sau này. Nhưng mà còn nếu mà ở cái đời sống tại gia nhà mình có thể tôn thờ những cái đấng thần linh, hay là tôn thờ ông bà tiên tổ, những cái người đã khuất nhà mình, thì nó cũng có phước. Và hàng ngày mình dâng cúng những cái điều, những cái vật chất mà mình dâng lên cúng dường ấy, thì nó cũng tùy theo từng người. Có cái người có cái trí tuệ
và mình cái sự tôn thờ cung kính của mình nó đi kèm với trí tuệ. Mà cũng có những người thì tôn thờ cung kính đấy lại không có trí tuệ. Tức là ví dụ như cái người có trí tuệ thì khi mình tôn thờ với cái lòng tri ân, thì kể cả Phật như vậy hay là ông bà tiên tổ như mình cũng thế, là những người không còn ở thế gian này nữa, những người đã quá vãng rồi, như Đức Phật thì đã nhập Niết Bàn, chấm dứt không còn luân hồi sinh tử nữa, nhưng người ta vẫn đắp lên hình tượng Đức Phật. Và khi tôn kính Đức Phật, đảnh lễ hay là cúng dường Đức Phật, thì mình chỉ hướng đến cái ân đức của Phật, giống như một sự tri ân. Và cái người mà mình trong những cái gia đình nhà mình có những cái bàn thờ ông bà tiên tổ, thì khi mà mình kính lễ và cúng dường thì mình cũng phải có cái tâm đó là tượng trưng, tức là cái bàn thờ sẽ là tượng trưng như thế để mình hướng tâm về những cái bậc tiền nhân với cái tâm gọi là cũng là tri ân, tưởng nhớ và tri ân, chứ mình không được khởi lên cái tâm mê tín tà kiến. Cái người mà có cái tâm mê tín tà kiến thì người ta sẽ nghĩ rằng ông bà mình sẽ còn, sẽ vẫn ngồi ở trên đấy, vẫn thấy những cái việc mình làm, vẫn nghe những cái lời mình phật, vẫn dùng những cái vật mà mình dâng. Thì đấy là mê tín nhá, những cái tâm đấy dù là tâm thiện nhưng nó là tâm thiện ni trí, và nó không phải là cái người có trí tuệ. Vậy thì cái người có trí tuệ thì mình biết rằng tất cả những cái hành động đấy của mình đó chỉ là cái sự tôn kính, cái sự tri ân đối với những người đi trước. Còn là cái người mà đã chết rồi sẽ tùy theo nghiệp của mình, mỗi người đã đi luân hồi, đi tái sinh về những cái cõi sống khác nhau, nhưng mà cái việc tưởng nhớ tri ân của mình vẫn tạo ra phước này. Nhờ cái sự cung kính cúng dường, tôn trọng đảnh lễ của mình vẫn tạo ra cái phước cho chính mình. Vậy thì cái người nào càng có cái tâm cung kính, cái tâm đảnh lễ, cái tâm tri ân, thì cái người đấy sẽ tạo ra phước. Thì từ những cái phước đấy cho nên là mình sẽ được hưởng những cái sự an lành ở trong cái đời hiện tại này và đời tương lai, chứ không phải là sẽ có người khác phù hộ cho mình, chứ không phải là ông bà tiên tổ mình sẽ phù hộ được cho mình được sống lâu, được mạnh khỏe, ăn vui, hay là mình mong mua cầu cái điều gì mà nó đạt được. Những cái điều đấy thực ra đều là do cái phước của mình tạo ra, rồi cái phước đấy nó trổ và mình đạt được. Cho nên Đức Phật mới dạy là chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là thai tạng của nghiệp, là quyến thuộc của nghiệp. Thế là làm sao? Có nghĩa là Đức Phật dạy là chúng sinh, tất cả mọi người là chủ nhân của nghiệp. Có nghĩa là mình làm chủ cái tâm mình ấy. Mình làm cái gì là do mình. Ví dụ mình khởi lên một cái tâm thiện thì đấy là do mình, chứ không ai có thể bắt mình khởi lên được. Mình khởi lên cái tâm bất thiện cũng là do mình. Rồi mình làm những cái việc thiện và làm việc ác là do mình. Mình là chủ của cái thân và cái tâm này, và mình là chủ của những cái hành động của thân tâm này. Vậy cho nên là mình là chủ nhân của những cái điều tốt và điều xấu, những cái việc thiện và việc ác, những việc lành và việc dữ. Vậy cho nên là chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Vậy tất cả mọi người ấy, mình khổ đau là do cái nghiệp thiện nó trổ, là do nghiệp bất thiện nó trổ, mình an vui là do nghiệp thiện nó trổ. Đấy là thừa tự, là thế, là kết quả như thế. Còn cái mình đấy là vậy thì tất cả mình có thể quan sát bản thân mình và mọi chúng sinh muôn loài. Ví dụ như bây giờ mình nhìn thấy những cái con vật nó sống thì nó phải chịu những cái nỗi khổ đau, đó là cứ cái con lớn thì nó ăn thịt con bé, và nó sống trong một cái sự không được an toàn, luôn sợ hãi, bất an, và chết chóc. Như thế thì mình biết rằng đây là quả của những cái nghiệp ác mà nó đã tạo. Vậy thì ở cái cõi người này cũng thế, mình sẽ thấy có những người an vui hạnh phúc, đấy là do nghiệp thiện mà người đó đã tạo. Có những cái người khổ đau bất hạnh, đó là do nghiệp ác đã tạo. Thì đấy cho nên là chúng sinh là thừa tự của nghiệp, là vận, đó là cái người đấy đang thừa hưởng cái kết quả mình đã tạo. Vậy thì nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc. Thì có rất nhiều những cái nghiệp nó chưa trổ quả, nó còn đang chờ đợi đấy, cho nên là gọi là thai tạng. Ví dụ như là khi mà mình làm một cái, mình trong một cái kiếp sống này mình đã làm rất nhiều việc thiện và đã làm rất nhiều việc ác, những cái nghiệp đấy nó chưa trổ ngay mà nó vẫn còn đang tích lũy đấy. Thì những cái nghiệp mà nó đang tích lũy đấy, nó một lúc nào đó nó sẽ trổ quả. Ví dụ như mình đã từng sát sinh, từng trộm cắp,
hay là mình đã từng có cái sân si, mình đã từng mắng chửi, đã từng hành hạ đánh đập người khác, thì đấy đều là nghiệp ác. Những cái nghiệp đấy nó đang tích lũy đấy, và nó một lúc nào đó nó đủ duyên nó sẽ trổ quả. Hay là mình đã từng làm những cái việc thiện với cái tâm hoan hỷ của mình đã từng cung kính, đã từng đảnh lễ những cái bậc cao thượng, mình đã từng bố thí cúng dường giữ những cái giới hạnh, thì đấy là nghiệp thiện, và cái nghiệp thiện đấy nó sẽ cho quả ở tương lai. Vậy cho nên nó gọi là nghiệp là thai tạng, tức là nó chưa cho quả ngay lập tức, nhưng nó sẽ chờ đến một lúc nào đó nhân duyên hội tụ đầy đủ rồi thì cái nghiệp đấy nó mới cho ra quả. Cho nên gọi là nghiệp là thai tạng. Và nghiệp là quyến thuộc. Quyến thuộc ở đây có nghĩa là cái nghiệp này nó sẽ đi theo mình từ đời này sang đời khác, từ kiếp sống này đến những cái kiếp sống tương lai. Khi mà một cái người mình chết đi rồi, hoặc là khi mình sống ở trên đời này, thì có rất nhiều những cái người thân, bà con quyến thuộc, thân nhân của mình có thể sống với nhau trong một kiếp sống này thôi. Nhưng mà khi chết mỗi người sẽ đi một nơi. Có người thì sinh lên thiên giới, có người sinh lại ở cái cõi nhân gian này, có người thì sinh ở quốc độ này, có người sẽ sinh sang cái quốc độ khác, có người sẽ sinh xuống những cái cõi khổ đau khác. Và nếu như kiếp sau có gặp lại nhau mình cũng không nhận ra nhau nữa. Vậy thì cái chỉ sống với nhau ở một cái thời gian ngắn ngủi, ở một cái kiếp sống ngắn ngủi, rồi mỗi người sẽ đi về một phương. Và cái mà mình có thể mang theo được đó chính là những cái nghiệp mà mình đã tạo. Những cái thiện nghiệp mình đã tạo sẽ đi theo mình, và đấy là những cái mà mình có thể nương tựa được lâu dài. Vậy thì một cái người không thể nương tựa vào người thân mình mãi mãi được, nhưng mình có thể nương tựa vào những cái thiện nghiệp mà mình đã làm. Những cái bất thiện mình đã tạo ra thì sẽ đi theo mình, và những cái bất thiện đấy sẽ làm khổ mình, chứ không phải là có ai làm khổ mình, mà chính những cái ác nghiệp của mình làm khổ mình. Không phải là ai làm, ai có thể che chở, bảo vệ, hộ trì cho mình được an vui, mà chính những cái nghiệp thiện của mình che chở, hộ trì, bảo vệ cho mình được an vui. Vì vậy nên là một người sống ở thế gian, người nào biết tạo nghiệp là người đó biết tạo tài sản. Nghiệp là tài sản lâu dài nhất, và sẽ đi theo mình từ đời này đến đời khác nhiều nhất. Thì đấy là những cái nghiệp mà mình đã tạo. Thế thì một cái người mà muốn tạo được những cái phước lành nhiều, thì cái người đấy phải có cái tâm thiện lành. Nếu như một cái người mình cái tâm bất thiện của mình nó mạnh thì mình không tạo được việc phước, mà mình lại hay tạo ra tội lỗi. Ví dụ như một cái người có tánh tham nhiều, tánh sân nhiều, cái tánh si nhiều, thì đấy là những cái nội tâm đấy có nhiều phiền não, có nhiều tâm bất thiện. Thì cái người mà có những cái nội tâm bất thiện sẽ không làm việc thiện. Ví dụ người có tánh san tham người ta sẽ không thể bố thí được, người ta mà có tánh ngã mạn người ta sẽ không cung kính được, người ta mà có cái tánh sân hận thì người ta sẽ không thể có yêu thương mọi người được, người ta mà có cái tánh si mê thì người ta sẽ không thể nào phân biệt được đúng sai phải trái tốt xấu. Vậy thì một cái người nào mà muốn có những cái phước thiện nhiều, người đấy phải tu tâm để đoạn trừ những cái phiền não tham sân si đi, để tăng trưởng những cái tâm vô tham vô sân vô si, tăng trưởng cái trí tuệ lên. Vì vậy cho nên là một cái người sống ở trên đời mình biết làm việc thiện, nhưng cũng phải biết tu tâm, biết hộ trì cho cái tâm của mình. Thì tu tâm bằng cái cách đó là mình tu tập, như là hàng ngày mình học kinh điển này, thì đấy là một cách tu tâm. Một cái người biết học giáo pháp đấy cũng, thì cái giáo pháp nó sẽ làm thay đổi cái nhận thức của mình, làm thay đổi cái hiểu biết của mình. Như một cái người mà không học giáo pháp, người ta không biết rằng là nó có cái dòng luân hồi sinh tử, có cái nhân quả nghiệp báo, có cái thiện nghiệp thiện để lại an vui, nghiệp ác để đưa đến khổ đau. Vì không biết như vậy cho nên người ta sẽ sống, người ta không có cái ý thức là phải làm việc thiện, tránh những cái việc ác. Thì một cái người học giáo pháp sẽ hiểu ra được những cái điều đó, sẽ thay đổi được cái tâm của mình, và mình sẽ cái tâm của mình nó hướng về điều chân chánh, nó hướng về thiện lành hơn. Còn nếu người không học giáo pháp thì cái tâm nó sẽ chất chứa nhiều cái tà kiến si mê hơn. Vậy thì học pháp đó là tu tâm. Hàng ngày mình biết tụng kinh này là tu tâm. Khi mà mình mỗi khi mình tụng kinh thì những cái lời dạy của Đức Phật sẽ ngấm vào trong tâm mình.
Và những cái lời dạy đó chỉ dạy những cái điều lành, cái tâm sẽ thiện lành dần lên. Vậy cho nên là phải biết học tụng kinh, phải biết nghe pháp, phải hành thiền, tức là phải biết tu tập về cái hành thiền, giống như là lúc nãy ngồi thiền mình 5 phút ấy, chú tâm vào hơi thở vào ra. Thì trong những cái pháp đấy thì cái pháp hành thiền nó sẽ làm cho cái nội tâm của mình được thanh tịnh nhanh nhất. Khi mà mình ngồi thiền chú tâm trên hơi thở ấy, thì cái tâm tham nó đến, mình phải đuổi ngay đi, mình không được để cho nó sinh khởi lên. Cái tâm sân nó đến, mình đuổi đi, mình không cho nó sinh khởi lên. Cái tâm bất cứ một cái sự gì mà tán loạn nó đến là mình phải đuổi đi, mình giữ cho cái tâm mình nó định tĩnh. Khi cái tâm nó định tĩnh như vậy thì đó là chánh tâm, chánh niệm, chánh ý, chánh trí. Thế là cái tâm đấy nó sẽ định tĩnh và nó thuần một cái tâm, đó là tâm thiện. Và khi mà tu tập như vậy một thời gian sau thì tất cả những cái phiền não ô nhiễm của mình mỗi ngày nó sẽ giảm bớt đi, và nó sẽ giảm bớt một cách nhanh chóng nhất. Vậy thì cái người nào mà muốn có được cái tâm định tĩnh, thuần tịnh, an nhiên, có cái sự an vui, trong sáng, không cấu uế, không phiền não, thì hàng ngày luôn luôn phải hành thiền, luôn luôn phải nghe pháp, luôn luôn phải lễ Phật, luôn luôn phải tụng kinh và luôn luôn hành thiền. Đấy là những cái pháp tu tâm hàng ngày. Và tu tâm như vậy thì cái tâm thiện nó sẽ lớn lên và tâm bất thiện nó sẽ ít đi. Và cái trí tuệ nó sẽ tăng lên, và cái trí tuệ đấy là chánh trí. Cái trí tuệ đấy nó gọi là chánh trí, chánh giải thoát. Và cái đấy, cái tâm đấy là cái tâm sẽ đi đến giác ngộ, đi đến niết bàn trong tương lai. Nên là hàng ngày mình phải hành thiền một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng, tùy theo khả năng của mỗi người. Như ở chùa thì sư phải cho mọi người ngồi thiền 8 tiếng, thậm chí đến 10 tiếng. Phải tu tập, tu tâm. Đấy là cái cách, cái giáo pháp của Đức Phật là học và hành. Học có nghĩa là mình học những cái kinh điển. Ví dụ khi mình tụng kinh nghe pháp, đấy là học. Khi mình ngồi thiền và giữ giới thì đấy là hành. Tức là mình thọ trì 5 giới, mình không phạm giới thì đấy là thực hành về giáo pháp. Mình không có làm để giữ cho cái tâm mình định tĩnh thì đấy là thực hành. Và có cái trí tuệ mình hiểu biết. Khi tu tập như vậy thì mình có cái sự quan sát đúng. Mình quan sát, mình biết, mình hiểu biết những cái hành động của mình. Khi mình làm một cái việc gì, mình cũng biết là cái việc này là việc tốt hay việc xấu, việc này là thiện hay ác. Cái việc thiện thì sẽ đưa đến quả báo an vui, việc ác sẽ đưa đến quả báo khổ đau. Đấy là cái người đấy là có trí tuệ, mình sẽ nhận ra được những cái hành động của mình. Thì cũng cái trí tuệ đấy mình sẽ nhận biết được cái hành động của người khác. Mình sẽ biết là người này đang làm việc thiện hay người này đang làm việc ác. Việc thiện này sẽ khiến cho người đó được hưởng phước này, nhiều việc ác này sẽ khiến cho người đấy chịu quả khổ đau. Đấy là cái trí tuệ của mình nó sẽ sáng ra và mình sẽ thấy được điều đó. Và cũng từ cái sự tu tập như thế, mình sẽ biết phân biệt được đây là người tốt, đây là người xấu, đây là người thiện, đây là người ác, đây là cái người có trí tuệ, đây là cái người ngu si. Thì cũng từ cái sự tu tập như vậy thì cái trí tuệ của mình nó sẽ sáng dần lên đó. Và từ cái trí tuệ đấy rồi mình sẽ nó sẽ tăng trưởng lên nữa. Đó là mình sẽ biết được là mọi thứ ở trên đời này nó có sinh lên thì nó có diệt đi, nên là mọi thứ nó là vô thường giả tạm. Nên là mình sống mình không chấp trước vào cái gì ở trên đời thì mình sẽ có được cái tâm gọi là an nhiên tự tại, cái tâm mà không động không sầu. Tức là khi mình được mất hơn thua khen chê yêu ghét, mình không vui không buồn, mình có được cái tâm tự tại đấy, mình không sợ hãi không mong cầu, sống nó sẽ an nhiên. Thì từ cái trí tuệ ấy nó sẽ làm cho một cái người có cái sự tự tại và an nhiên. Thì khi mà mình chết với cái tâm tự tại an nhiên ấy, thì mình muốn sinh về cái cõi lành nó sẽ được sinh về cõi lành. Mình khởi lên cái ước muốn được sinh thiên thì nó sẽ sinh thiên, mình khởi lên ước muốn sinh thì làm người nó sinh làm người. Còn nếu như một cái người nào mà sống với tâm dao động hoảng hốt đến lúc chết ấy, mình sợ hãi mình phải xa lìa những cái điều mình yêu quý, hay là mình khởi lên cái tâm bực bội một cái điều gì đó, thì cái tâm đấy là cái tâm tán loạn dao động. Cái tâm dao động đấy thì nó sẽ khiến cho mình sinh vào những cái cõi thấp, những cái cảnh giới thấp kém. Còn cái tâm định tĩnh an nhiên tự tại nó sẽ khiến cho mình được sinh về những cõi an lành cao thượng hơn. Hay là từ cái sự tu tập tu tâm như là thực hành thiền ấy, nó cũng tạo ra những cái phước lành. Và mình có thể tạo ra những cái pháp ba la mật,
Cái pháp ba la mật là mình có thể hướng như là ước nguyện được giải thoát khổ đau sinh tử, thì cái sự tu tập đấy nó sẽ hướng cho mình đến đoạn trừ phiền não, giác ngộ ra được những cái trí tuệ. Hay là một cái người mà tu tập mà chuyên sâu, thì cái người đi sâu vào cái đời sống nội tâm của mình có thể thấy được những cái kiếp sống quá khứ của mình đã làm gì, đã sinh ra ở đâu. Mình có thể biết được tương lai chết mình sẽ đi về đâu. Mình sẽ thấy được những cái mà cái mắt thường không thấy được, như là cảnh giới ở địa ngục hay là thiên giới. Nó sẽ tăng trưởng những cái niềm tin của mình, nó sẽ đoạn trừ những cái hoài nghi mơ màng về cái kiếp sống nhân sinh này. Mình không biết là nó ngoài cõi người này ra có cõi nào không, khi chết con người ta sẽ tái sinh về đâu. Thì những cái điều đấy thì chỉ có cái sự tu tập về cái đời sống nội tâm, như là thực hành những cái pháp thiền, tức là thực hành những cái thiện pháp và tu tập về tâm linh, thì nó mới khai mở ra những cái điều đấy. Mà thế gian thì không có cái cách nào có thể hiểu biết và có thể thấy được những cái điều đó. Thì đấy là những cái điều đặc biệt ở trong những cái giáo pháp, như là trong cái giáo pháp của Đức Phật. Vậy cho nên là một người sống ở trên đời này, đó là một cái người mà cao quý nhất ở trên đời, đó là cái người biết làm phước và biết tu tâm. Thì đó cũng là những cái giáo pháp của Đức Phật cũng dạy cho tất cả chúng sinh ở trên đời này là vậy. Đó là mình sống, mình hãy làm việc phước càng nhiều càng tốt, và biết tu tâm lại còn tốt hơn. Tức là đoạn trừ hết những cái phiền não đi, và để cho cái trí tuệ của mình nó sẽ càng ngày càng tăng trưởng hơn. Thì đấy là cái bài pháp về làm phước và tu tâm.